Sau chân đà xin chào tất cả quý anh em nha. Thì như anh em hôm bữa có yêu cầu rất là nhiều, đó là hãy sell off lại những cái combo cũ đi. Tại vì bữa giờ thì mình ngưng rồi, mình không có sell off cái đó nữa. Thì cũng gần Tết rồi, thì cũng muốn gửi tới cho anh em một cái món quà. Đó thì hôm nay là cũng đã 20, 22, 23 ngày dương lịch rồi, cũng gần tới Tết Tây rồi. Thì cũng muốn là đem tới cho anh em một số cái combo. Thì ở đây mình có 6 combo anh em nha. Đây, có 6 combo này. Mình có 6 combo nha. Đó, anh em thấy không? Đó, 6 combo này cho anh em. Thì nó sẽ có mức giá là 150 nè. Combo đầu tiên là 150, combo thứ hai là 189.000, combo thứ hai là combo thứ ba là 234.000, combo thứ tư là 399.000, combo cuối cùng là 400, combo thứ năm là 400, và combo cuối cùng là 239.000. Đấy, thì xem như những cái món này ở trong này thì mình sẽ giới thiệu từ từ cho anh em ha. Đó, để anh em chúng ta có thể, anh em muốn mua món nào thì anh em chúng ta có thể lựa chọn món đó ha. Rồi bây giờ đầu tiên anh em sẽ gửi tới cho anh em combo 150.000 đi. Combo 150.000 này cũng là một trong những combo bán chạy nhất luôn. Thì đầu tiên anh em sẽ có một cặp cao su gác chân trước. Đây, một cặp cao su gác chân để chân trước nha anh em nha. Made in Thái Lan. Đó, hàng zin nha anh em nha. Và một đôi bao tay của Dream Thái. Thì bao tay này nó sẽ không có lõi cho nên là rất là dễ sử dụng, anh em về nên chỉ cần bỏ vào xe thôi, không có cần phải bỏ bao tay cũ vào rồi bỏ vào vô thôi, không có cần phải gỡ cái cùng anh em nha. Đây, hàng này là hàng made in Thái Lan cho anh em nha. Đó, made in Thái Lan cho anh em luôn, anh em yên tâm nha. Đấy, thì về cái mức giá là một cặp cao su gác chân thì mức giá bình thường là 100.000, một đôi bao tay thì mức giá bình thường là 130.000, và một cái chắn mùn của Rim Thái mức giá bình thường là 100.000. Thì cái combo này nó vào khoảng 330.000. Thì hôm nay mình sẽ giảm giá hơn 50% cho anh em luôn, là chỉ còn lại là 150.000 cho combo cao su cái chân trước, bao tay và dây chắn mùn nha. Dây chắn mùn này, dây chắn mùn Thái nha, nó phải dây chắn mùn Việt nha anh em nha. Đấy, made in Thái Lan cho anh em nha. Đó, để anh em nào chúng ta có sợ là hàng Việt thì anh em yên tâm luôn, đúng hàng Thái cho anh em nha. Đó, thì combo 3 món dây chắn mùn, cao su cái chân trước cũng như là bao tay, mức giá là 150.000, giá gốc là 330 anh em nha. Đó, anh em nào cần thì liên hệ với mình. Đây là combo số 1 nha, 150.000. Ok, tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho anh em combo số 2 là combo bố thắng, tay thắng và cao su các chân trước. Đây, bố thắng này. Một hộp bố thắng nha anh em nha. Hộp bố thắng này đang có giá bán lẻ là 180.000 một hộp. Thì bố thắng này á, là hàng tồn kho. Tồn kho từ năm 2012 nha anh em nha. Của Indonesia. Tồn kho sản xuất cho Honda. Và một hộp của nó sẽ gồm có hai cặp luôn, nghĩa là một xe luôn, bắn trước và bắn sau luôn, cho nên anh em mua về là thay được hai bắn nha. Hoặc là nếu như anh em xe nó chỉ bị mòn một bắn thôi thì anh em cứ mua về gắn một bắn, một bắn để dàn quá là ok. Đó, hai bắn luôn là anh em thoải mái anh em gắn rồi. Tiếp theo là một hộp bố là một đầu tiên nè. Tiếp theo là một cái tay thắng tồn kho. Đây, một cái tay thắng Rim Thái tồn kho anh em ha. Thì cái này chắc bữa anh em cũng biết rồi. Đây, một cái tay thắng Rim Thái tồn kho này nha. Thì cái tay thắng này á thì nó là hàng tồn kho cho nên ở đầu nó sẽ có chữ CB nha anh em nha. Anh em có thể coi là những cái clip trước thì chỉ có hàng tồn nó mới có chữ CB thôi, còn hàng mới là nó không có anh em nha. Hàng mới không có chữ CB, chỉ có hàng tồn nó chữ CB thôi. Thì cái tay thắng này á, là giá của nó sẽ là 100.000 một cây, hàng tồn kho nha, mình đoán giá thợ luôn. Thì hai món này thôi nó đã là một tay thắng là 100.000, một hộp bố là 180 là 280 rồi anh em nha. Tặng thêm cho anh em luôn một cặp cao su các chân trước luôn. Tặng thêm cho anh em một cặp cao su các chân trước nữa nha. Cao su các chân trước này là 100.000 một cặp. Có nghĩa giá trị của combo này nếu mà bán giá gốc là 100 cộng với 180 là 280. 280 cộng với 100 là 380. Thì trong video này mình sẽ sell off cho anh em còn 198.000. Có nghĩa là giống như là cái giá là anh em mua một hộp bố này sẽ được tặng thêm một cặp cao su cũng như một cái tay thắng tồn kho nha. Đó, mức giá là cực kỳ tốt cho anh em luôn. Mà anh em lưu ý cho mình là bộ bố thắng này là gồm có hai bắn thôi nha, chứ không phải là một bắn, và hàng tồn kho thắng rất là ngon, rất là xịn. Thì anh em nào mà chúng ta có cần thì mình tranh thủ nha. Đó, tại vì cái bố thắng tồn cũng như là cái tay thắng này thì nó không còn nhiều nha anh em nha. Combo này rất là rẻ luôn, 189.000 thôi, 189.000 cho anh em.
Rồi tiếp theo công bố số 3, cần đạp, dây xăng và 4 thắng. Đây, combo này là combo cần đạp nè. Cái một cái cần đạp thái nha anh em nha. Một cái cần đạp thái cho anh em luôn. Đây mình sẽ xé sẵn cho anh em một cây đây. Một cây cần đạp thắng thái cho anh em nha, cây cần đạp máy thái nè. Đó, nó là bắn bóng nha anh em nha, bóng nha. Và một bộ bố thắng. Đây một hộp bố thắng. Cái cây đạp thắng này giá là 120.000 một cây nha anh em nha. Cây đạp máy này giá là 120.000 một cây. Cái phần cao su của nó có chữ luôn nha anh em nha. Cao su có chữ luôn. Đó. Thì trong bịch nó sẽ có luôn một con ốc cho anh em nha. Đó, bịch là bịch thái nha anh em nha. Đó, thì cái cần đạp này là hàng loại 1 nha anh em. Thân bóng nha, hàng loại 1. Bố thắng 180.000. Cần đạp máy 120.000 là 300 rồi. Và thêm cho anh em là một cộng dây xăng luôn. Và một cộng dây xăng. Cộng dây xăng này bên shop mình đang bán giá là 80.000 nha. Cộng dây xăng thái thì nó sẽ có cái lọc cao su ở đây. Đó. Thì 300 cộng với 80 là 380 nha. Thì trong video clip này mình sell cho anh em giá là còn lại 234.000. Anh em ạ, 234.000 có nghĩa là anh em giảm được khoảng 150 á, khá là nhiều đấy. Đó, mà cái cần đạp này rất là nhiều anh em cần này, tại vì nó bị chảy xước của anh em, nó bị chảy xước, nó bị xét những cái nhiều. Và dây xăng thì thôi khỏi nói rồi, nhiều xe nó bị cũ anh em, cho nên là dây xăng đã bị lão hóa rồi, xăng nó chảy nhiều lão hóa thì cũng nên thay nha anh em nha. Còn 4 tháng thì không phải nói rồi, xe nào cũng cần, không thay trước thì cũng thay sau anh em nha. Thì combo này là 239.000, anh em nào cần 234.000 nhé, anh em nào cần thì liên hệ với mình. Combo số 3 anh em nha. Rồi, tiếp theo giới thiệu cho anh em một combo số 4. Combo số 4 này là một combo anh em mua là rất là lời luôn. Đây. Combo số 4 là một combo này gọi là combo bảo dưỡng. À, lý do tại sao là bảo dưỡng? Tại vì như anh em biết rồi, xe anh em đi một thời gian là nhông xe nhĩ nó bị mòn. À, cần phải thay. Thì hôm nay giới thiệu cho anh em một bộ nhông xe nhĩ Honda Thái Lan. Đây, Honda Thái Lan này anh em nha. Đó, bộ Honda Thái Lan này thì hàng này là hàng cực độc luôn. Chỉ có gần như là độc quyền với shop mình nha. Cái giá của bộ nhông xe nhĩ này là 330.000 một bộ nha anh em nha. Đây, phía sau nó chữ Thái này. Đó, anh em thấy chưa? Phía sau là chữ Thái nha. Thì combo cái bình bộ nhông xe nhĩ này là 330 là giá lẻ của nó. Thì tặng cho anh em thêm một bộ bố thắng. Đây, một bộ bố thắng nha, một hộp gồm hai bố luôn. Một hộp là gồm hai bắn luôn. Và một bộ cao su đồng luôn. Bộ cao su đồng. Thì cái cao su đồng này á, là một xe khi anh em sử dụng á, là thời gian lâu là cái cao su này nó sẽ bị mòn, nó sẽ bị chai lại. Chính vì như vậy là anh em nên thay nha. Thì một cái combo này, cao su đồng này đang bán giá là 80.000 nha anh em nha. Anh em là muốn mua lẻ thì cũng có thể mua cao su đồng này. Cao su đồng này là hàng Honda Việt Nam nha. Honda Việt Nam. Bộ thắng tồn kho là 180 với lại 80.000. Nó là 260 cộng thêm bộ nhông xe nhĩa này 330 là nó sẽ vào khoảng gần 600.000 đó. Thì anh em mua trong cái video sell off này thì anh em chúng ta sẽ được mua với một mức giá là 399.000. Thì có luôn một bộ nhông xe nhĩa này, hai cặp bố thắng và một bộ cao su đồng sau. Đó, combo này gọi là combo bảo dưỡng, bởi vì sao? Xe nào cũng cần thay, và thay thì thay đồ xịn, sử dụng được bền lâu anh em ha. Đó, combo này là 399, combo này bán cực kỳ chạy luôn. Anh em là chúng ta có cần tết nhất mua nhông xe nhĩa về thay thì có thể liên hệ với mình nha. Giá chỉ có 399.000 thôi, cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Rồi, combo số 5 là combo IC mở tour. Tặng combo 3 món. Đây. Một cục IC mở tour. Đây anh em ha. Cục này là cục IC mở tour này. Thì nó là IC 2 chân. Thì mình đã có dắt chuyển cho anh em thành 1 chân luôn để anh em yên tâm ta sử dụng. Đó. Thì cục IC này là cục IC mở tour nha anh em nha, hàng nội địa Thái Lan. Nó là của Shiningen đó anh em. Nó giống như là cái thương hiệu của IC Rim Lùn 99 với lại Rim Thái với lại Quay Thái đó anh em. Thì cục IC này nó là chân nó màu trắng anh em nha, mở tour. Sử dụng rất là ngon. Và cái loại này thì anh em gắn lên Rim Quay chạy cực kỳ mặn luôn. Thì một cục IC này bình thường giá thị trường họ bán khoảng 500 à. Thì bên shop mình hôm nay chơi shop cho anh em luôn. Một cục IC này giá là 400. Tặng cho anh em thêm một combo số 1 luôn. Combo số 1 là gì anh em nhớ? Đây, combo số 1 nó sẽ là một cặp bao tay. Một cặp bao tay Rim Thái. Một cặp cao su các chân Rim Thái. Và một dây chắn bùn của Rim Thái nha. Thì mình tặng cho anh em thêm 5 món như vậy.
giá vẫn chỉ có 400 thôi, cam kết cho anh em rẻ nhất thị trường luôn. Đó thì anh em nào mà chúng ta có cần thì có thể liên hệ với mình. Số lượng IC nội địa mở tour này thì nó còn khá là ít anh em, khoảng vài chục cục thôi. Cho nên là nếu mà anh em nào cần nữa thì anh em tranh thủ giúp mình nha. Chứ cái giá này thì nó quá tốt cho anh em rồi. Đó, thì tặng cho anh em thêm một mẫu quà này luôn. Thì anh em về là anh em gắn vô xe sử dụng, ok, quá ngon. Ngoài ra có quà thêm để anh em gắn vô xe nữa nha. Đó, giá là 400 cho anh em nha. Combo số 5, giá là 400, IC tặng thêm 5 món, giá là 400 ngàn nha. Và combo số 6 cũng là combo cuối cùng, là combo 239 ngàn, chống nghiêng rim Thái, tặng cao su gác chân sau da băng và ốc đồ bỏ Indonesia. Đây, đây là một cái chống nghiêng đồ rim Thái này nè. Đó, anh em thấy không, chống nghiêng đồ rim Thái nha. Đấy, một cái chống nghiêng đồ rim Thái. Rồi, một cái ốc đầu bò Indonesia. Đó, ốc đầu bò cho anh em nha. Và một cặp cao su gác chân sau made in Nhật Bản luôn. Đấy, anh em thấy không, made in Nhật Bản luôn nha. Thì một combo như vậy mình sẽ tính giá bán lẻ cho anh em ha. Cặp cao su gác chân này thì bên mình bán khoảng 170. Chống nghiêng này đang bán là 160. Là nó vào giá là khoảng 170, 160 rồi, nó khoảng 330 với lại một cặp bộ các ốc đầu bò này đang bán là giá là 90 ngàn nữa, là nó vào khoảng 420, 430. Thì trong cái video clip này mình sẽ sell ốc cho anh em giá là còn lại 239 ngàn nha. Đây, đồ là cực kỳ xịn luôn, made in Thái Lan nè, Indonesia nè và da băng nè. Đó, thì cái cao su gác chân da băng này là nó có luôn chữ AB cho anh em nha, đúng hàng gì cho anh em luôn. Thì cái mức giá của nó là cực kỳ tốt luôn, 239 ngàn. Chính vì như vậy nếu như mà anh em không mua thì chỉ có tiếc thôi anh em nha. Cũng là combo cuối cùng muốn giới thiệu cho anh em trong ngày hôm nay, combo này giá 239 ngàn nha. Thì mình cũng đã giới thiệu sơ qua cho anh em về các cái combo của bên shop mình. Thì chương trình sale off nó sẽ diễn ra từ hôm nay cho tới ngày Tết Tây luôn nha. Đó, thì coi như là một chương trình tri ân khách hàng. Anh em nào chúng ta cần thì anh em tranh thủ liên hệ với shop nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những video tiếp theo nha. Thì mình ưu tiên là nếu như anh em chúng ta mua thì anh em nên mua nhiều combo để anh em có được ưu đãi tốt nhất nha. Hoặc là một combo anh em mua nhiều món, hoặc là một combo anh em mua số lượng nhiều cũng được, nên mình vẫn hỗ trợ cho anh em nha. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.